Chào các bác, hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2018 thì mới ngày mưa bão. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại giáp danh giữa thôn Ngọc Thanh và xã Ngọc Thanh của Vĩnh Phúc và Minh Trí của Sóc Sơn Hà Nội. Thì trước mắt các bạn thì quý anh chị thì nó là cái đường bê tông. Đường bê tông này thì nó rộng khoảng độ 8 mét. Đã được nhà nước bê tông hóa kiên cố rồi. Thế thì ở đây thì có một cái lô đất thì nó rộng 5.400 mét. Thế thì anh em sẽ cùng vào tham khảo xem cái lô đất đó. Đây cái đường vào rẽ vào đây đó, em hôm nay thì vừa lái xe vừa cầm cái máy này cho nên nó chắc nó cũng nhiều khi nó cũng bị điểm mù nhiều, các bác thông cảm nhé. Đấy, cái đường thì nó rộng sẽ từ bên này sang bên kia, nhưng mà thực ra thì nó khá rộng đấy. Chỗ này thì nó chắc chắn là đường bê tông này nó khoảng độ 5 mét rồi, tức là các loại xe tải lớn là hoàn toàn có thể tránh được đó. Thì từ cái đường trục chính rộng 8 mét bê tông kia quẹo vào đây khoảng cỡ tầm 30 mét đến cái cổ điện đây, tức là hết mảnh đất đầu tiên. Thì em đang có một cái mảnh đất là rộng diện tích, tổng diện tích là 5.400 mét đó. Thì cái mặt tiền của nó được khoảng độ 50 mét và nó chạy phải hơn ạ, 50 mét, hơn 50 mét, 60 mét gì đó, nó chạy dài ra tận cái xưởng đấy, nó chạy dài ra tận cái xưởng cơ khí đây này. Đấy, bây giờ ở đây là nó đã có điện đường rồi, đường ba pha rồi, điện ba pha đấy. Đây các bác nhìn thấy này, cái trước mắt các bác là cái tường này đấy, cái tường bê tông của cái xưởng cơ khí đấy. Cơ khí này nó cũng có rất là lớn. Thế thì ở đây nó có một cái lô 5.400 mét. Đấy, thì các bác đợi tí em xuống em quay cho nó rõ hơn nhé. Đấy. Cái con đường này thì nhìn thì nó nhỏ vậy thôi, nhưng thực tế nó không phải. Vì đây là mình chưa có dọn cây dọn cỏ thôi. Các bác nhìn thấy này. Đó, đấy, vào tận cái bờ tường này nè. Nó vẫn là đường. Thì cái đoạn này thì nó khá rộng. Đoạn này thì nó ước chừng khoảng 7 mét. Đấy, đoạn ngoài kia thì nó chỉ khoảng 5,5-6 mét thôi, nhưng đoạn này nó khoảng 7 mét. Và cái lô đất thì đây, lô đất từ tính từ cái cột điện đó nhé. Tính từ cái cột điện đây nhé. Đó, tức là từ cách cái đường trục chính 8 mét đấy nó khoảng 40-50 mét thì đến cái lô đất 40 mét, khoảng 40 mét thì đến cái lô đất 5.400 này. Mảnh lô đất 5.400 này thì có diện đây, nó sẽ có cái mặt tiền rất là rộng nhé. Mặt tiền rất rộng, nó ở đây mượn áng chừng thì nó phải rơi gần 80 mét đấy. Không phải là 5-60 mét đâu. Tại vì đây các bác, em zoom các bác thấy đấy, tận cái bờ tường xa tít này. Đấy, tận bờ tường xa tít kìa. Thì chắc chắn là mặt tiền ở đây thì nó phải rơi tầm 70-80 mét rồi. Thế đất thì rất là bằng phẳng. Đó, thế đất bằng phẳng luôn. Chiều sâu của lô đất thì nó cũng rơi vào tầm độ 60 mét. Bởi vì 8-6-4-8, 5.400 thì đúng rồi, nó khoảng độ chiều sâu khoảng 70 mét, mặt tiền khoảng 80 mét. Đó, nó khoảng đó. Thì cái đất này thì